Dạ em chào cả nhà mình đã quay trở lại vườn mai của em nha. Dạ ngày hôm nay bên vườn em giao lưu với chúng ta ha, tiếp tục giao lưu mai giống nha cả nhà. Rồi ha, cái mã đầu tiên ngày hôm nay là mã số 49 nha cả nhà. Em giao lưu với mình là một cây này là ghép gốc bướng á cả nhà. Cây này là gọi là giống giảo cánh tròn cái mơ nha cả nhà. À, sau một cái cơn mưa rất là to cả nhà, mưa đầu mùa thì hoa nó rụng mất vài cánh rồi nha cả nhà. Cánh nó xoáy xoáy rất là đẹp, giờ không có thấy cho cả nhà thấy cái mặt hoa nó rõ ha. Đây cả nhà, nó có những cái chùm hoa rất là đẹp luôn ha, giảo cánh tròn nha cả nhà. Đây chùm rất là mê, nó sắp bung rồi cả nhà. Cái hàng này là mình về mình lấy bo được, cái này em ghép mà cả nhà, ghép trước Tết nha. Nó cũng có một số cái nụ nữa nè cả nhà, nó có nụ và nó có hoa luôn ha. Cả nhà mình có thể test mặt hoa nè, bao chuẩn giống cho mình luôn nha. Còn gốc là gốc vườn cả nhà, ghép gốc vườn nha cả nhà. Ô yên tâm về cái gốc ha, nó rất là khỏe nha cả nhà, cái tượng nó lên cũng khá là ok luôn nè cả nhà ha. Rồi cây giảo cánh tròn này cả nhà, em giao lưu với chúng ta là 450 nha. Bên vườn em sẽ bao luôn phí vận chuyển cho mình nha. Cả nhà mình thích thì alo dùm bên vườn của em ha. Cái hoành cả nhà, cái hoành của nó tầm 10 cm ha. Cái củ chỗ này tầm 12-13 nha cả nhà. Cây nó không có cao. Đây là cái găng tay của em nè. Cái này ghép hồi trước Tết nè cả nhà ha. Thì được cũng tầm khoảng chừng 4-5 tháng rồi cả nhà. Cây nó như thế này ha. Rồi cây này là 450 bao ship cho cả nhà mình nha. Mã số 49. Mã số 50 luôn. À, mã số 50 cả nhà, ba cây cúc không nhị hoàng huyết long nha. Hàng này là hàng đôn tàn con tàn nha cả nhà. Cái đế quấn rất là đẹp cho mình luôn. Hàng này rất là cứng cây luôn nha cả nhà. Nó cái bộ đế của nó là cả nhà, rất là đẹp luôn ha. Cây này thì nó không có cao hết, nó cao tầm khoảng chừng 30 cm ra cả nhà. Đây cây này cao được 40 ha. Rồi những cái cây nhỏ nhỏ này cao tầm 30 ha cả nhà. Đây nè. Cao tầm 30 ha. Rồi cây bự chút xíu thì nó cao được 40 ha. Ba cây này thì bên vườn em sẽ giao lưu với chúng ta giá là 300 nha. Bên vườn em bao phí, cả nhà cần sưu tầm giống thì liên hệ giùm em nha. Rồi bốn cây này nha. Ở ba cây này 300 nha cả nhà. Bao phí vận chuyển cho mình mã số 50 nha. Hoàng huyết long cả nhà là gọi là cúc không nhị nha cả nhà. Hoa nó rất là đẹp luôn và đặc biệt là nó không có nhị nha. Cả nhà mình muốn sưu tầm giống cả nhà thì cái này về lấy bo được và nó chuẩn bị bung những cái bông rồi cả nhà, cho cả nhà mình test mặt hoa luôn ha. Bao chuẩn giống cả nhà mình luôn. Mã số 50 nha cả nhà. 300 bên vườn em bao phí. Rồi mã số 51 cả nhà, em giao lưu với mình là hàng giảo cam nha cả nhà. Hoa màu cam cà rốt ha. Khi mà ở ngoài cả nhà thì hoa nó đậm hơn, nhưng mà vô cái điện thoại cả nhà thì cái màu nó hơi nhạt lại một xíu à. Màu ở ngoài màu cam rất là đẹp nha cả nhà. Hoa từ 6 cánh đổ lên nè. Cây này về lấy bo khá là ok luôn. Cái này là giảo cam cả nhà ha. Đây. Còn kế đến cả nhà là em giao lưu với mình, đây là cây giảo cánh tròn cả nhà. Hàng này là hàng ghép gốc nhớt nha. Và cái gốc của nó cũng rất là đẹp luôn. Cái này về mình có thể lấy bo được cả nhà ha. Cho nó già một xíu cả nhà luôn, khoảng chừng tuần lễ nó già cái mình lấy bo được à. Còn đây là cây cúc cam nha cả nhà. Đây là ba giống ha. Cúc cam nè. Cúc cam thì hoa nó màu cam cà rốt cả nhà, nó nhiều cánh hơn giảo ha. Rồi trên đây là có ba giống nè, giảo cam nè, giảo cánh tròn và cúc cam nha cả nhà. Ba cây này em giao lưu cả nhà mình giá là 300, bên vườn em bao luôn phí vận chuyển cho mình nha. Cây rất là ok cho mình nha cả nhà. Cái hàng nó lan lên tược rất là đẹp luôn cả nhà. Mình chịu khó về nuôi giùm em khoảng chừng tuần 10 ngày ha là mình có thể lấy bo được nha. Còn riêng đối với cây giảo cam này mình có thể lấy bo được liền nha. Đây lá nó già hơn ha cả nhà. Trời cây rất là ok cho mình luôn nha. Mã 51 nè, 300 bên vườn em bao phí nha. Rồi mã số 52 giao lưu với cả nhà mình luôn ha. Gồm ba cây giảo tử xoắn cả nhà. Hàng này là em ghép gần 2 mùa nha cả nhà. Khoảng chừng 2 tháng nữa là nó được 2 mùa cả nhà. Cây thì nó rất là ok cho mình luôn. Cây thì em ghép gốc nhớt nha. Cái gốc nó khá to và cả nhà nhìn cái thân xoắn nó rất là mập nha. Cái này là em lãi lá cả nhà ha. Lãi lá nó đang bung lá non lên nha. Cái này mình về lấy bo thì mình chịu khó mình nuôi giùm em khoảng chừng 10 ngày nữa nha cả nhà. 10 ngày nữa, tháng nữa cái cho da lá, cái lá nó già lại là mình lấy được ha. Còn cái này thì lá nó chưa già, lá nó non. Và có cây này thì nó đang bung nụ luôn cả nhà. Rất là đẹp cho mình luôn. Cái này về mình có thể vào cái chậu mini cả nhà, mình để bàn mình chơi rất là đẹp luôn. Cây này cũng rất đẹp nè. Đó, cái gốc nó lạ ha. Rồi ba cây này thì mã số là 52 thì em sẽ giao lưu là 330.000 nha. Bên vườn em bao phí cho mình luôn cả nhà. Ba cây này rất là đẹp luôn ha. Cao tầm khoảng chừng 30-35 nha. Cây này cao chắc tầm 40 luôn nè. Đó. Rồi, mã số 52 nè, 330 bao ship cho mình. Rồi, tiếp theo mã số 53 nha cả nhà. 53 là em giao lưu với mình là ba cây giảo Phú Tân nha. Hàng này là hàng đôn cả nhà, em lãi lá nha. Củ đế của nó rất là đẹp nha cả nhà. Đây nè. Củ đế quấn rất đẹp cho mình luôn. Nó liền cốt được khoảng chừng 80-90% nha cả nhà. Có cây cũng đã hoàn toàn liền cốt luôn. Cây thì nó cao tầm khoảng chừng 35-40 cm ha cả nhà. Cây uốn nhán lông luôn.
Rồi mã 53 này em giao lưu với cả nhà mình giá là 300.000, bên vườn em bao phí nha. Giả Phú Tân cả nhà, là một cái giống mà chịu lạnh cực kỳ tốt luôn, và nó chịu được mọi thời tiết luôn cả nhà, nóng lạnh gì cũng được hết á. Nó rất là dễ sinh trưởng nha, và nó rất là mạnh giống như cúc thọ hương nha cả nhà. Cái hoa của nó phơm tròn rất là đẹp và mùi rất là thơm luôn. Rồi cả nhà mình có cần sưu tầm giống thì alo dùm bên vườn của em nha. Số điện thoại của em là 0965 955 952 ha, hoặc là 0984 955 952 nha cả nhà mình. Dạ, cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của em nha. Dạ, em hẹn gặp lại cả nhà mình trong video tiếp theo của em. Em cảm ơn cả nhà nha.